thì đồng chí Vân là thường vụ và trưởng phó của ban các ban của đảng chính quyền trực tiếp, nhưng mà sáng nay thì cũng như đầu giờ thì báo cáo và quy định số 29 quy đề TTU ngày 25/7/2016 của ban chấp hành trung ương về thi hành điều lệ đảng xét đề nghị của ủy viên Trung Châu và ban tổ chức đề nghị ban thường vụ quyết định điều một tặng huy hiệu 75 triệu đảng được 19/5/2019 cho đảng viên Cao Văn Tân sinh năm 1930 vào đảng ngày 18/12/1949 chính thức ngày 20/5/1950 quê quán Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An. Điều hai, mức tặng phẩm kèm theo lễ đạt là 11.120.000 đồng và một bộ quần áo bằng vải lụa màu đỏ, giá trị giá là 1.000.000 đồng tích từ quỹ thi đua khen thưởng của đảng bộ tỉnh. Điều ba, ban tổ chức văn phòng tỉnh ủy các vị có đảng viên được tặng huy hiệu đảng và đảng viên có tên tại đội ngũ chủ tịch kiện thi hành quyết định này thay mặt ban thường vụ bí thư Nguyễn Đức Vinh. Và sau đây xin được cảm ơn quý vị đồng chí Cao Văn Tân.